Nói chung làm cách nào để nhớ được thì nhớ. Rồi sáu mũi không biết lên bụng, không biết lên mặt là cái gì. Thích đâu xem mặt tiền thế nào. Có tí này nghỉ bao nhiêu lâu. Nhờ bữa đẹp trai nữa. Bữa đi đẹp trai một tí là không được rồi. Không, vẫn đẹp trai cũ. Phải đẹp hơn. Làm lại. Làm lại. Có anh nha. Ở đây có anh Tích. Chưa người yêu. Nửa máy tình cũng chưa có. Chưa chồng của tay em nào. Đẹp trai không giỏi, ga lăng con nhà giàu. Thế thôi. Mỗi nhà giàu rồi ấy. Cần gì có điều kiện. Phải có gì. Không cần gì. Có gì mỗi con nhà có điều kiện. Nhà lại gần nhau nữa nhỉ. Quay ngay ngoài này mới. Chúng thường ấy. Dạ. Trong làng luôn. Hoặc quan trọng gì, tình yêu không phân biệt khoảng cách. Sao phải lấy người nào họ tên là giàu ấy. Còn nhà giàu đúng đấy. Nhưng mà để đứa nữa em phải đặt tên nó như thế. Nó sát trai. Tự mình đặt lấy cũng được. Trần Ngọc, nghệ sĩ Trần Ngọc giàu. Nhưng mà giàu nào mới được. Giàu nữa. Giàu với Trần giàu như em. Có giàu này không? Cái kiểu mà khổ cả đời. Thế thì bảo con nhà giàu, phải xem là giàu nào. Bạn em tên là Mạnh nhưng mà tên ở nhà là Tiền. Đến bây giờ gặp Tiền thôi. Vậy Tiền đi mãi không biết phải. Có mà, Tiền. Bạn thân nguồn điện thoại tên là gọi nhà là Tiền. Tiền cũng có. Nhà thầy là thầy giàu, đẹp trai. Như thế thì phải giới thiệu cho các em nữa. Cái gì nhỉ? 2000 gọi là 2x á. Dầu sẵn là khoa. Các em mới thích. Sẵn là lý dầu. Dầu. Lý. Hỏi. Lý. Sẵn là lý dầu. Dấu. Lý. Lý dầu. Dấu sắc lên. Lý dầu. Sẵn là lý dầu. Lý dầu.原因什么困难
什么地方？什么办法？什么地方？有什么过？什么理由？什么困难？时刻？lúc nào？什么办法？ Cách nào, biện pháp gì? Sử một tị vang, nơi nào, chỗ nào? Chị Hạnh thấy Ngọc không đi học thì anh Tích mà đâu. Chắc anh nói năng gì không? À bên anh lại anh Long. Anh Tích chỉ là Ngọc ở nhà Ngọc nhỉ? Chị Hạnh, em hỏi này. Tha sử sấy? Chính chung nhầm sang tiếng Hàn rồi lại tiếng Anh thì chết to. Ở đây có chỗ nào dạy tiếng Hàn không? Không có đâu. Bạn Sơn thì có. Có, chị muốn học à? Chị yêu tiếng Hàn. À, chị yêu tiếng Trung à? Yêu tiếng Trung quan... nhưng mà tối lại mơ tiếng Hàn. Phim Hàn Quốc chị cũng không thích xem nữa. Phim Hàn Quốc chỉ dành cho lớn tuổi đang yêu thôi. Lớn xem cũng không hợp. Bây giờ chị Hạnh chuyển sang vẫn đang yêu mà Long này cũng cười gì thôi. Chị đang hồi xuân rồi. Chị đang yêu chồng chị, yêu con chị, yêu các bạn của chị, các em của chị đang ở đây đây. Em cảm động quá nhỉ. Cô nên là mấy gái. Này, thế Long này, Long này. Cảm động gì là thật. Yêu nhất Thịnh này đến quên mất tên Bằng
Tích tích tích. Điều không cần lãng mạn. Chứ kiểu như thế chả yêu. Lăng. Thôi em chả nhận đâu, không nọ. Em là gì? Em thích nhất. Kiểu ai gần chị, ngồi gần chị nhất thì chị phải yêu nhất, chứ tự nhiên chị nhảy sang đấy. Anh thích cho nọ. Mày mày từ yêu, mày từ yêu từ gì khác của chị? Mày từ yêu ghê đó. Yêu mấy chỉ do em con đường xấu ở trên đây ấy. Mày thích là em của chị Hạnh rồi, cái hồi hôm đấy em trai của chị thì nhớ cái hôm đi uống rượu hôm không yêu họp lắm không đấy giờ... mà chị không nói như thế thì mày ngắt à? Bây giờ chị không nhớ rồi, bây giờ chị sao nhớ ba chén chị mới nhớ. Ba chén có khả năng chưa nhớ được thì nghe câu này nghe có vẻ rõ rõ mùa đông lại về trên đường lít. Thế mà đỏ thôi 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 chị ơi, em đừng nhắc lại nữa chưa chưa em thấy muốn chị em đi không em một chai rượu. Còn lại mỗi người chai chia luôn, mỗi người chai một chai đặt trước mặt ai uống hết thì chia. Không, ai uống hết thì ăn. Không so đo tình đoán gì cả. Không có so đo chén. Gì cả, phải uống được cái đấy. Ai có chén không chén, ai có cốc không cốc. Kể cả cũng chai, cứ hết là được, đúng không? Thì hôm nay thì có vẻ gió mùa đông bắc phải chuẩn bị chăn. Em nghe câu ấy cũng hợp lý nhưng mà bao giờ hôm nào làm thật đi. Hôm nào cũng xa vời. Tí chiến luôn. Tí chiến luôn. Bạn mới. Bạn mới. Có vẻ hợp ấy. Hợp thì nhất thì ăn. Không em. Em ai cũng hợp, em dễ dãi. Dễ dãi nhớ. Nói dễ. Thôi thế nào được không chị Hạnh? Đúng rồi, em lên đây 4-5 tháng rồi, đúng rồi, mới được uống rượu một lần Lạng Sơn. Đúng rồi, em gặp uống gì? Thì đấy, ông nọ có mỗi lần đúng không? Hôm trước đi học cũng mỗi lần. Đi uống lần nữa, hôm nay vẫn có mỗi lần. Số đấy nó không bao giờ tăng lên cả. Nọ quên rồi, hôm đấy là ấy đâu, hôm đấy là uống ấy thôi. Hôm đấy là chưa được uống bởi vì uống ít quá phải không? Này, biết gì được là sao nữa. Khi nào tích uống được rượu đã tính sau, cứ thiếu tích thì có chuyện gì. Chị chưa thấy cái anh tích quẩy các kiểu ấy à, ở phòng hát à? Quẩy. Xoay đầu rồi. Chưa thấy nhé. Ngừng một tích cơ mà. Em vào cho xem rồi này. Thích di chuyển luôn nhỉ. Cái hồng ngoài bế lại chả được gì. Nào auto bế lại. Nào cứ mang tiếng là cứ thích ăn thích uống vậy nhỉ. Đấy. Nhưng mà có gì đâu. Đi uống rượu chưa kịp ngấm kẹ sân răng đã về rồi cũng chán. Chán mà vẫn cứ mời đấy nhỉ. Đây, đây là hôm. Tịnh nghe ở giải đầu giải sầu với tích đấy. Đấy, chị Giang. Đang vào nghe chị gì chị nói kìa. Chị nào? Nói phép kìa. Chị Oanh á. Muốn biết thì không phải đi thử ấy biết được phép thì không. Chị thì không phép đến nói. Còn chị về Nam Định nào chưa? Hả? Chị về Nam Định nào chưa? Không, chị có bạn nào có người yêu nào ở Nam Định đâu. Ok. Hỏi xem có mỗi nhà thi đấu ở tuyển đại hội á. Chỉ có em biết, ngoài ra ai biết. Tầm mấy là 81 hay 82 chị cũng nhìn ra kia bằng 81. Ra ngoài không chắc về được đến nhà lành lặn đâu. Nếu mà cứ thấy rãi nhỉ. Thịt nhỉ. Của bò nó định ngon tuyệt vời nhỉ. Em ăn chảo bị gì. Thì hôm nay con chị nó bắn thằng em nha chị đâu. Đâu mày mũ như bò hay con bò nó định. Mà chị em nó cứ chửi nhau như thế chả biết đâu thôi, còn bỏ Nam Định ở đâu ra. Ở đây nó nổi tiếng rồi. Mình đứng ngoài mình cứ cười hai chị em cãi nhau. Chị vừa chửi em đúng không? Không, đang nói đến con bò Nam Định. Nhưng mà phở bò Nam Định ngon là nổi tiếng. Phở bò Nam Định là được rồi. Kiểu chị Hành vừa đấm mùa xoài mới sợ nè. Ở đây không có mỗi bò Nam Định. Có vẻ văn như thế nhỉ. Em phải biết rồi. Chị là không thấy.
Ăn thẳng nói thật. Ăn ở như thế nào chị em tự hiểu nhau đi nhá. Nhưng mà sau nói sau lưng nói thì nói trước mặt. Em mẹ cao lắm. Mình học từ hôm 20 đúng không cô? 20 hôm nay là 10, hôm nay là 16. Em đang tính cho mọi người đấy. Bình thường. Không, nhưng mà đúng là chữ đấy cũng giống là chữ mới học đấy. Chữ em á? Chị học lâu rồi. Học lâu chưa? Học nửa tháng trước khi đến với cô. Chữ này thiệt nhờ Vũ nhờ tôi xảy ra nhìn chữ em nhờ. Trước khi đến với cô em đã chia tay một mối tình. Nhảy sang chủ đề gì rồi. Cảm ơn chị Hạnh. Chia tay thầy khác thì đến với cô thì... Em cảm ơn chị Hạnh nha. Không có gì. Chị chi học cái gì mà giờ mọi người biết giờ. Em nói biết xong đâu. Bảo ai biết. Chú nghệ là cái sẹo lạnh sẹo. Chú về em lại bỏ. Chị học chứ. Từ sùng. Cái đọc rồi. Vậy. Yeah.
sao vợ sớm mà nỉ bú chua điện gì? Tại vì sao anh không làm tập? Vợ sớm mà nỉ phụ trụ, tại sao anh không đi? Vợ sớm mà nỉ phụ lái, tại sao anh không đến? Vợ sớm mà nỉ phụ thú vị, tại sao anh không đồng ý? Vợ sớm mà nỉ phụ chẳng chú lái, tại sao anh không nói ra? Vậy sớm mà nỉ phụ ô hết rồi không đâu, cái cuối là gì? Ôi em chưa chép được kia chứ. Vậy sớm mà nỉ phụ quên tha vấn vũ quên tha vũ quên tha tại sao anh không hỏi cô ấy? Tại vì nhìn thấy cái quậy yêu không thế hả chị? Quậy yêu không thế? Tùy trường hợp thôi, không phải lúc nào mình cũng cho thêm chữ ya mà. Tại vì sao a hay ý khi nó hay bồi thêm cái chữ a á đấy. Vì sao tại sao không được chữ ya lại thêm chữ gì ạ? Tại sao không nói ra? Tại sao được? Quậy số một, miệng phun, quấn thắt, quấn thắt.为什么你不来？为什么你不同意？为什么你不讲出来？你不讲出来？
bình thường là giảng giảng bài nhưng mà khi trong văn nói thì đây là người là nói quệ chấn mà quệ chấn mà thì phú quân tha thì phú quân tha thì là phú quân bình thường nó là phú nhưng khi về giống nặng nó đổi dấu thì sẽ sang 175 phú nhanh nhé nhanh thế nào có cái ảnh này thì chưa thấy đâu em mà con gái này không này lâu gì